Blois German, nữ hoàng thị phi Thái Lan, đang hẹn hò đàn em kém 17 tuổi sau nhiều lần bị phản bội. Được biết đến là người có chuyện tình duyên khá lần đận. Dù đã trải qua nhiều mối tình, nhưng nữ hoàng thị phi Thái Lan vẫn chưa thực sự tìm kiếm được người đàn ông thực sự thuộc về mình. Blois German đã từng rất đau khổ khi bị bạn trai cắm sừng, thậm chí không phải một mà là nhiều lần. Sau mối tình cũ gần đây nhất của cô, đã chia tay hồi tháng 2 năm 2021, Gần đây, cư dân mạng bất ngờ phát hiện ra những điều bất thường trong mối quan hệ của Lloyd Sherman và một đàn em trong nghề. Đó là nữ diễn viên mang hai dòng máu Mỹ Anh, Claudine Drake, sinh năm 1999, kém đàn chị 17 tuổi. Sở dĩ cư dân mạng lại đặt nhiều nghi vấn cho mối quan hệ này bởi cả hai thường xuyên đi biển cùng nhau, chụp những bức ảnh tình tứ và quan trọng hơn hết, rất nhiều nghệ sĩ Thái Lan đã bình luận trêu chọc bởi vì cả hai đều độc thân nên hoàn toàn có thể trở thành một cặp đôi thực sự. Đặc biệt là tấm hình Blochman ôm ấp hậu bối từ phía sau, nó bỗng khiến Instagram của cô hot trở lại bởi những bình luận của đồng nghiệp cũng như sự ngờ vực của người hâm mộ. Nhìn vào những hình ảnh cặp đôi đăng tải trên mạng xã hội, có thể thấy họ ở bên nhau mỗi ngày, thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Hơn thế nữa, những tấm hình ngọt ngào của cặp chị em Blochman và Claudine Craig thực sự đều cho thấy mối quan hệ này vượt xa mức chị em bình thường, khiến Blo bị mọi người trêu chọc khá nhiều, gửi những bình luận trái tim để thể hiện sự dễ thương của hai chị em. Mới đây nhất trong ngày sinh nhật lần thứ 22 của Claudine Gray, netizen đã chờ đợi cả ngày để xem người đặc biệt của cô ấy sẽ gửi cảm những gì. Vào cuối ngày 13 tháng 6, Blogerman mới đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật đàn em. Có lẽ cô ấy là người cuối cùng làm điều này. Lời nhắn gây chú ý bởi trạng thái mùi mẫn, thậm chí nữ hoàng thị phi còn gọi đàn em là My Sweet Claudine. Nguyên văn bài đăng của Blogerman như sau. Một ngày bên em đều là ngày đặc biệt, nhưng hôm nay là ngày cực kỳ đặc biệt, bởi hôm nay là sinh nhật của em. Chúc em một ngày sinh nhật vui vẻ và một năm tuyệt vời ở phía trước nhé, Claudie ngọt ngào của tôi. Trước đó vào tháng 5, chia sẻ trên trang cá nhân, nữ diễn viên Blocherman cho biết cô không có dấu hiệu phát bệnh rõ ràng, nhưng vì lo lắng sức khỏe cũng như cẩn trọng trước việc lây bệnh cho người xung quanh nên đã tiến hành xét nghiệm virus. Ngay từ lần kiểm tra đầu tiên có kết quả âm tính với COVID-19, Blocherman cũng đã chủ động đăng thông tin lịch trình di chuyển theo thời gian của mình lên Instagram. Theo đó, Blocherman xét nghiệm lần đầu vào ngày 11 tháng 4 và có kết quả âm tính tiếp lần 2 vào 20 tháng 4 và lần 3 vào ngày 25 tháng 4. Nữ diễn viên cho biết, trong quá trình xét nghiệm thì cô đều thực hiện việc cách ly tại nhà. Sau 3 lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính, Blodgerman bắt đầu di chuyển đi du lịch trên máy bay, tàu thủy, nghỉ tại khách sạn, ghé khu chợ ẩm thực và tới thăm nhà bạn bè. Trên trang cá nhân, Blodgerman đã gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng từ cô. Nữ diễn viên cũng cho biết, cô rất coi trọng việc giữ gìn sức khỏe, nhưng vì không có triệu chứng rõ ràng nên nghĩ rằng đã chăm sóc bản thân rất tốt và không bị nhiễm bệnh. Sau khi đi du lịch và trở lại Bangkok bằng chuyến bay BG-124 của Bangkok Airways lúc 9h30 đến 13 giờ ngày 8 tháng 5, Blocherman đã tiến hành kiểm tra Covid-19 một lần nữa. Sau 3 lần xét nghiệm đều âm tính thì lần thứ tư cô đã nhận được kết quả vào ngày 9 tháng 5 rằng đã bị nhiễm Covid-19. Nữ diễn viên Blocherman đã nhập viện ngay khi có thông báo kết quả xét nghiệm ngoài ra nữ diễn viên cũng cảm ơn sự đồng viên của người hâm mộ và bạn bè cũng như những người thân đồng thời sau nữ nhắn nhủ công chúng nên chăm sóc bản thân thật tốt không nên chủ quan bởi nguy cơ nhiễm bệnh rất cao